Trong hiệp 1 thì Becamex Bình Dương bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh quý vị các bạn. Trận đấu đã bắt đầu. Quảng Nam rất cần một kết quả tích cực trong trận đấu ngày hôm nay. Hồng Sơn, Anh Hùng. Anh Hùng ngày hôm nay đã chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Dứt điểm 1-0 cho Quảng Nam, rất tuyệt vời. Đó là pha ghi bàn của Quốc Chí. Trận đấu đầu tiên tại V-League 2020, Quốc Chí đã để lại một điểm nhấn, một bàn thắng rất đẹp mắt của tiền vệ Khánh Hòa. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi các hậu vệ của Bình Dương lại đứng sững cả lại và để khoảng trống để Quốc Chí dễ dàng dứt điểm tung nóc lưới của thủ môn Trần Đức Cường. Trận đấu gần nhất mà Quốc Chí xuất phát trong đội hình chính thức của Quảng Nam là trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An ở mùa giải trước. Paulo Pinto, Ibukebe, ôi không được, rất tiếc cho Ibukebe và Quảng Nam. Một pha lấy bóng giữa sân rất tốt của Paulo Pinto và sau đó là một đường chuyền bóng vô cùng hợp lý. Tuy nhiên Ibukebe đã dứt điểm trong một khá nhịp nhàng. Dứt điểm 1-0 cho Becamex Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Đầu tiên là siêu phẩm của Quốc Chí và lần này là đến siêu phẩm của Tiến Linh. Xuất phát từ những tình huống đập nhả 1-2 rất nhịp nhàng thì Tiến Linh đã có bàn thắng gỡ hòa cho Becamex Bình Dương. Đây là các cổ động viên của đội khách, những người đã di chuyển bằng ô tô tới sân vận động Tam Kỳ. Pha đập nhả giữa Tiến Linh và Trọng Huy, những tài năng trẻ của lò đào tạo Becamex Bình Dương, và kết thúc bằng một cú nã đại bác không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh. Ở trận đấu với Hải Phòng thì Tiến Linh cũng đã ghi bàn và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 5-0 trước đội bóng đất cảng. Xuất phát không được, bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường. Sau khi chia tay tượng đài Nguyễn Anh Đức thì tấm băng đội trưởng của Becamex Bình Dương đã thuộc về Tô Văn Vũ và Ibukebe đã chuyển tới thi đấu cho Quảng Nam, giống như trường hợp của Hoàng Vũ Samson ở mùa giải năm ngoái. Tô Văn Vũ không được, đã có sự trục trặc nơi hàng phòng ngự của Quảng Nam. Tiến Linh đối mặt không vào. Pha dứt điểm kỹ thuật của Tiến Linh nhưng bóng đã đi không vào khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường. Tiến Linh đang có một phong độ hết sức ổn định. Pha đánh gót tuyệt vời của Yusuf Touré. Đinh Thanh Trung đánh đầu, pha đánh đầu của Hà Minh Tuấn, bóng đi hơi nhẹ. Yusuf Touré là một cầu thủ thi đấu rất kỹ thuật. Gustavo, Tiến Linh chuyền bóng cho Văn Vũ. Coi không được, một pha chuyền bóng vô cùng thông minh của Tô Văn Vũ. Gustavo trong tư thế không ai kèm lại đánh đầu không chính xác. Tô Văn Vũ có thể thi đấu tốt bằng cả hai chân và vừa rồi là một tình huống chuyền bóng bằng chân trái khá kỹ thuật của tiền vệ này. Thành Long
Gustavo mất bóng rất nguy hiểm. Hồng Sơn không được. Cú sút vẫn còn hơi cao so với khung gỗ của Trần Đức Cường. Sự xông xáo cần thiết của Hồng Sơn. Chúng ta cùng xem lại cú sút xa của Hồng Sơn. Lực đi là rất tốt. Nhưng bóng đi vẫn còn hơi cao. Tô Văn Vũ. Không được. Và cuối cùng thì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy là các trọng tài đã không công nhận bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Gustavo. Sai lầm của thủ môn Phạm Văn Cường suýt chút nữa đã phải trả giá. Chúng ta cần phải xem lại tình huống quay chậm để xem điều gì đã xảy ra. Có lẽ trọng tài xác định lỗi của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương trong pha va chạm trên không với thủ môn Phạm Văn Cường. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Một tình huống va chạm giữa một cầu thủ bên phía đội chủ nhà và một đội khác. Tuy nhiên thì các trọng tài đã không công nhận bàn thắng vừa rồi của Gustavo. Đình Thắng pha chạm bóng đầu tiên. Ibukebe không phạm lỗi. Tống Anh Tỷ rất hay. Như vậy sẽ là có tình huống phạt đền dành cho BKMX Bình Dương sau tình huống phạm lỗi của Duy Khánh. Trọng tài Đình Thái đã rất dứt khoát và một thẻ vàng dành cho trung vệ Đào Duy Khánh. Có lẽ đã là một tình huống đánh nguội của Duy Khánh đối với Tiến Linh. Các cầu thủ chủ nhà đang phản ứng hết sức quyết liệt. Một tình huống động tác tay của Duy Khánh đã va vào mặt của Tiến Linh. Duy Khánh đã phải nhận một thẻ vàng. Và nếu như vẫn tiếp tục phản ứng mạnh mẽ như thế này thì không ngoại trừ anh sẽ phải nhận thêm một thẻ vàng thứ hai. Những giây phút hết sức tập trung của cầu thủ hai bên. Gustavo! 2-1 cho BKMX Bình Dương. Đã dễ dàng đánh lừa được thủ môn Phạm Văn Cường. Như vậy là các cổ động viên của đội bóng đất thủ đã có lần thứ hai được ăn mừng bàn thắng trên sân vận động Tam Kỳ. Phút thứ 80 và tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về đội bóng cổ động viên Nguyễn Thanh Sơn. Khó khăn lại bổ vây đối với đội bóng xứ Quảng. Duy Khánh ngày hôm nay đã thay cho vị trí của Huỳnh Tấn Sinh bị chấn thương. Và điều không may là anh lại là tác nhân khiến cho đội nhà phải nhận tình huống đá phạt đền như thế này. Một tình huống dứt điểm vô cùng kỹ thuật trên chấm đá 11m của Gustavo. Tiến Linh. Tiến Linh vẫn đang thể hiện được phong độ rất cao. Tô Văn Vũ đã vượt qua được anh Hùng. Rất hay. Tiến Linh không được. Không có bàn thắng thứ 3 dành cho BKMX Bình Dương. Những pha phản công rất sắc nét của đội bóng đối thủ. Suýt chút nữa thì Tiến Linh đã có cú đúp của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cả hai bàn thắng của BKMX Bình Dương ở trận đấu này đều có dấu giày của Nguyễn Tiến Linh.
Không được. Trịnh Duy Long đã không thể giữ bóng thành công. Và đúng lúc này trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân động Tam Kỳ. Chiến thắng 2-1 đã thuộc về đội khách BKMX Bình Dương. Trong hiệp 2 thì bàn thắng từ chấm phạt đền của Gustavo đã giúp cho đội bóng đối thủ giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng xứ Quảng.